xoay 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 đi nào. Tôi là vua con quay. Con quay song giác. Nhờ bắn ra vòng tròn song giác siêu năng, có thể thực hiện thay đổi mô hình kép độc nhất vô nhị. Là tấn công siêu tốc hay phòng ngự ổn định, tất cả do bạn quyết định. Thời đại của con quay song giác đã đến rồi. Các tuyển thủ, lấy chức quán quân làm mục tiêu. Hãy vượt qua đỉnh cao của thế giới đi. Tập 3. Thiếu niên thần bí. Ngầu quá. Nhưng tại sao nhất định phải làm bàn cùng phòng với tên nhóc con này chứ? Cậu bảo ai là nhóc con hả? Kẻ thua cuộc. Cái gì? Rõ ràng là kết quả hòa, được chưa? Có lẽ đây chính là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết. Ồn chết đi được. Cẩn thận yêu quái bóng đêm sẽ bắt hai cậu đi đó. Yêu quái bóng đêm? Nghe đồn gần đây trong trường có yêu quái xuất hiện. Nó có móng vuốt dài, răng sắc nhọn, xuất hiện trong bóng đêm đen kịch. Chuyên rình khi người ta không chú ý. Yêu quái bóng đêm kìa. Tôi bị sao thôi mà. Sao có thể có yêu quái bóng đêm chứ? Qua đó xem sao. Đừng mà, tôi không muốn đi. Đây chính là bóng đen lúc nãy sao? Thì ra là người. Đã bảo sao có thể có yêu quái được. Muộn thế này rồi còn lén lút ở đây. Nhất định là có bí mật đồng trời. Đúng là tên tiểu quỷ khó ưa. Chúng ta cùng xông lên. Đừng lãng phí thời gian nữa. Cho người nếm thử cái giá khi đối đầu với đôi cánh của Ma Long. Võ thần biển sâu, cú bắn lắc lư. Động tác bắn lạ quá. Lắc là lắc lư như vậy là kiểu bắn gì chứ? Nếu đổi lại là tớ, chắc chắn sẽ tốt hơn cậu ta hàng vạn lần. Đánh bay nó đi. Tôi không nhìn nhầm chứ? Con quay cậu ấy lắc lư như vậy mà vẫn tránh được tấn công. May mắn quá rồi. Không, nếu con quay bắn ra, ngã ra sau khiến cho mặt bên của đầu nhọn tiếp xúc với mặt đất. Từ đó tạo ra một sự lung lay khó nắm bắt. Đây là tuyệt chiêu mà chỉ có con quay loại cân bằng mới có thể làm được. Lợi hại quá. Đừng đắc ý sớm quá, đồ đáng ghét. Dùng vòng song giáp giải quyết cậu ta. Kết thúc rồi. Rút lui. Ngầu quá. Vừa rồi cậu đúng là quá lợi hại. Tớ cũng muốn đấu một trận con quay. Đối tượng giỏi như vậy, lần sau mình nhất định phải quyết đấu với cậu ta. Wow, ngầu quá. Không ngờ cậu ta cũng là học sinh mới. Không ngờ còn được yêu thích hơn cả mình. Đẹp trai như mình mới là nhân vật chính chứ. Chào mọi người. Tôi là tuyển thủ con quay truyền kỳ Benny. Cộng sự có con quay thiết giáp hoàng long mạnh nhất trong phòng ngự. Chào thầy Benny. Xem ra các em học sinh đều biết rất rõ về tôi. Trước tiên chúc mừng các tuyển thủ con quay và chuyên gia cơ khí đã vượt qua cuộc tuyển chọn và người lấy một, vào được học viện con quay số 1, trở thành tuyển thủ con quay được học viện con quay có lịch sử lâu đời nhất đầy bồi dưỡng ra hết lớp này tới lớp khác. Có thể tuyển thủ con quay truyền kỳ tiếp theo chính là các em đó. Trước khi chính thức bắt đầu bài học, đầu tiên công bố kết quả phân nhóm do con quay máy tính thu được dựa trên điểm số tổng hợp. Phân nhóm. Đúng vậy, sau này mọi người sẽ gộp 3 tuyển thủ con quay và một chuyên gia cơ khí thành một nhóm, tiến hành huấn luyện và học tập về con quay. Đây là để chuẩn bị cho cuộc thi con quay song giáp liên học viện toàn quốc hàng năm. Cuộc thi con quay song giáp liên học viện toàn quốc. Cảm thấy nhiệt huyết dâng trào rồi. Nhóm thứ nhất, tên giả Hoàng Phủ Diệu, Tiểu Tiểu và Miragen Rami Yadiran lại cùng nhóm với cậu ta. Tuyệt quá. Thì ra cậu ta là Ran. Chào mừng đứng với đời mặt trời rực cháy. Sau này chúng ta là đồng đội kề vai chiến đấu rồi. Cái gì đời mặt trời rực cháy? Tên đội tớ vừa nghĩ ra đó. Có phải rất hay không? Thưa thầy, em không cần đồng đội ngắn chân.
nhất là những tên ngốc nhiệt tình. Không những người đẹp trai mà tên cũng rất cá tính, ngay cả từ chối người khác cũng phong độ như vậy. Tôi giống tên ngốc nhiệt tình ở chỗ nào? Ra là người đầu tiên vượt qua thử thách trong bài kiểm tra nhập học. Cậu ấy chỉ cần có 10 giây để kích hoạt vòng song giáp. Có cậu ấy nhập đội sẽ càng có cơ hội lớn hơn tham gia cuộc thi tuyển chọn. Không được, tôi nhất định phải quyết đấu con quay với cậu ấy. Tớ phải dùng thực lực khiến cậu ấy tâm phục khẩu phục, gia nhập đội. Nếu cậu ấy không đồng ý quyết đấu giống lần trước thì sao? Tớ có cách. Đội cánh ma lông, lần này sẽ không để các người chạy thoát. Hoàng Phủ Diệu, cách này của cậu có được không vậy? Yên tâm đi, tối qua chẳng phải cậu đã thấy cậu ấy giao đấu với ba người mặc áo đen đó rồi ư? Nhất định cậu ấy sẽ mắc lừa. Dừng lại. Rốt cuộc các người là nhóc con kia? Bọn ta là đôi cánh ma trùng. Đồ ngốc là đôi cánh ma lông. Dù là lông hay là trùng, tóm lại tôi muốn quyết đấu để đánh bại cậu. Vậy tôi sẽ khiến cậu bỏ cuộc. Tới đi, cho cậu thấy sự lợi hại của bọn tôi. Cẩn thận cô bắn lắc lư của cậu ấy. Để xem cô bắn lắc lư cậu ấy lợi hại hay cô bắn vào viêm của tôi lợi hại. Võ thần biển sâu, cú bắn lắc lư. Chiến thần bạo viêm, cú bắn bạo viêm. Cú bắn thất bại rồi. Chiến thần bạo viêm, giữ vững. Làm tốt lắm, chiến thần bạo viêm, toàn lực xong, kết thúc rồi. Quả nhiên là các cậu. Giờ cậu hiểu rồi chứ? Tham gia đội các cậu chỉ lãng phí thời gian của tôi. Đây đã, cuộc đấu vẫn chưa kết thúc mà. Lần lại mấy lần thì kết quả vẫn thế thôi. Giờ kết luận vẫn còn quá sớm. Mục tiêu của tôi là trở thành vua con quay thời đại mới vượt qua lưu tinh. Không thể dễ dàng gục ngã ở đây. Tổng trưởng, lại ván khác. Ra nè, cháu đã thua 99 ván rồi. Mục tiêu của cháu là trở thành tộc trưởng tương lai của bộ tộc thân binh. Sẽ không dễ dàng cùng ngã ở đây đâu. Vậy cho cậu thêm một cơ hội nữa. Có điều e là cậu cũng không biết tại sao cú bắn của mình lại thất bại. Đúng thế, tại sao nhỉ? Trước kia rõ ràng động tác mỗi lần bắn của cậu đều là tùy ý. Có thể thành công chẳng qua là do may mắn. Người không hiểu rõ con quay của chính mình thì không thể thắng được. Không hiểu rõ con quay. Chiến thần bạo viêm chẳng phải chỉ là chiến thần bạo viêm sao? Chiến thần bạo viêm là con quay dạng tấn công. Đầu quay phẳng có thể tăng diện tích tiếp xúc với sàn đấu, khiến con quay xoay tròn không ổn định. Cùng thân quay lệch tâm, tận dụng sự không cân bằng của lực hướng tâm và lực hồi chuyển để tạo ra lực tác động mạnh. Cho nên muốn tăng tốc độ và lực tấn công của nó thì khi bắn cần phải... Mình hiểu rồi. Chan, lần này tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, khiến cậu thừa nhận đôi mặt trời rực cháy. Trong thời gian ngắn như vậy đã lĩnh hội được những điểm chính về con quay của mình. Tên ngốc này có lẽ không chỉ đơn giản là tên ngốc nhiệt tình. Tên giả đã thay đổi động tác bắn. Cậu chỉ có cơ hội một lần. Bắt đầu đi. Võ thần biển sâu, bắn. Chiến thần bạo viêm, bắn. Thành công rồi. Lợi dụng như mưa bắn về phía trước để tăng diện tích tiếp xúc của buổi quay với mặt đất, khiến con quay tạo ra lực xoay và tốc độ tấn công lớn hơn. Thành công là được cú bắn bảo viêm. Vừa nãy rõ ràng là lính mới tới bắn thế nào cũng chưa nắm rõ. Giờ lại có thể làm được cú bắn xuất sắc như vậy. Xông lên, chiến thần bảo viêm. Có tiến bộ. Nhưng tiếp theo cậu sẽ ứng chiến thế nào? Lên đi, võ thần biển sâu. Dù đối đầu trực tiếp thì võ thần biển sâu cũng không hề kém cạnh. Thật không ngờ võ thần biển sâu thuộc kiểu cân bằng mà có thể tấn công mạnh mẽ như vậy. Nếu so về tấn công thì chiến thần bào viêm là vô địch. Xem đòn tấn công mạnh nhất đây. Vòng song giáp. Công thủ chuyển đổi. Chế độ tấn công. Con quay song giáp biến đổi xếp chồng.
chiến thần bạo viêm, viêm kiếm xung kích, bạo năng tăng tốc. Chiến thần bạo viêm, thừa thắng truy kích. Cố lên, nhân đài này đánh bại cậu ta. Cho cậu xem thế nào là tấn công thực sự. Vòng sau giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ tấn công. Còn quay sau giáp, biến đổi xếp chân. Ngọn thương sóng dữ. Đây chính là thực lực thực sự của Ran sao? Chiến thần bạo viêm, đừng bỏ cuộc. Cái gì? Tuyệt quá, quyết đấu vẫn chưa kết thúc. Tên nhóc tên giả này toàn là mấy trường mạo hiểm như vậy. Kiên trì được lâu hơn so với dự tính của tôi. Nhưng tiếp theo, võ thần biển sâu sẽ dốc toàn lực tấn công. Tới đi, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Tôi không phải là đồ ngốc gì tình gì hết. Võ thần biển sâu, dốc toàn lực tấn công. Lên đi, chiến thần bạo viêm. Đây rốt cuộc là nơi nào? Đây là không gian thần thú. Chỉ những người cộng hưởng mạnh mẽ với con quay mới có thể đến được đây. Võ thần biển sâu. Tên nhóc này quả nhiên chính là... Đúng vậy. Cậu ấy chính là người trong truyền thuyết có thể thay đổi thế giới. Rốt cuộc mọi người đang nói gì vậy? Tôi hiểu rồi. Hòa nhau, lại hòa. Đấu lại ván nữa, lần này tôi nhất định. Hay là đổi tôi cũng được. Không. Xem ra mục tiêu của đôi cánh ma long tối qua chính là tên giả rồi. Chỉ cần ở cạnh tên giả, sẽ nhất định có cơ hội bắt được chúng. Sau này hoạt động của đội mặt trời rực cháy, nhớ thông báo cho tôi nha. Chúng ta thành công rồi. Đội mặt trời rực cháy, đội mặt trời rực cháy. Tên giả, Ran, Hoàng Phủ Diệu và chuyên gia cơ khí con quay Tiểu Tiểu đã lập nên đội mặt trời rực cháy. Nhưng đối thủ đầu tiên sau khi đội vừa thành lập lại là đội vô địch khu vực Đông Nam. Liệu họ có thể chiến thắng đối thủ không? Mời xem tập sau, trận đầu của đội mặt trời rực cháy. Con quay sông giáp. Nhờ bắn ra phần tròn sông giáp siêu năng có thể thực hiện thay đổi mô hình kết độc nhất mơ nghĩ. Là tấn công siêu tốc hay phòng ngự ổn định, tất cả do bạn quyết định. Thời đại của con quay sông giáp đã đến rồi. Các tuyển thủ, lấy chức quán quân làm mục tiêu. Hãy vượt qua đỉnh cao của thế giới đi. Tập 4, trận đầu của đội mặt trời rực cháy. Do hai bạn tên giả và Hoàng Phủ Dự tới muộn, lên làm mẫu trong buổi học hôm nay sẽ do đội mặt trời rực cháy thực hiện. Rõ ràng là họa do tên giả và Hoàng Phủ Dự gây ra. Sao em cũng phải chịu cùng? Mọi người đều biết, con quay chơi làm 4 loại: tấn công, phòng ngự, thăng bằng và duy trì. Mà các loại con quay này về mặt thuộc tính tồn tại quan hệ khắc chế. Tấn công khắc chế duy trì khắc chế phòng ngự khắc chế tấn công. Còn loại thăng bằng thì khá đặc biệt, có đặc điểm của 3 loại trên, đồng thời có khả năng thăng bằng. Bây giờ đây chính là chiến thần bạo viêm, xông lên! Tên giả, không nghe thầy Benny nói hả? Loại tấn công như loại phòng ngự khắc chế sao? Vậy cũng phải xem trình độ của tuyển thủ con quay. Tuyển thủ con quay thiên tài như tớ thì không sợ gì hết. Vậy sao? Các cậu muốn làm gì? Con quay duy trì và thăng bằng không chiếm được ưu thế trước con quay tấn công đâu. Cậu đừng quên, điểm đặc sắc lớn nhất của con quay song giáp chính là sau khi thêm vòng song giáp, có thể thực hiện việc chuyển đổi chế độ chiến đấu. Cậu có nghĩa là một vòng song giáp có 2 loại chế độ chiến đấu. Vòng sông giáp, công thủ chuyển đổi, chế độ tấn công, xông lên, cứu mạng,
Tuổi cách làm mẫu có hơi đặc biệt, nhưng tin là mọi người cũng hiểu được đặc điểm của con quay song giáp rồi. Thuộc tính của con quay tuy tồn tại quan hệ khắc chế, nhưng khi hai tầng lưỡi đao trên dưới của vòng song giáp trùng khớp, tức là chế độ tấn công, lưỡi đao giao nhau tức là chế độ phòng ngự. Cho nên nhân tố quyết định thắng bại của quyết đấu vẫn là trình độ của bản thân tuyển thủ con quay. Lúc giao đấu hiểu được chiến lược chuyển đổi linh hoạt mới có thể trở thành một tuyển thủ con quay xuất sắc. Vâng. Tốt, tiếp theo chính là rèn luyện thực chiến. Thực chiến, hôm nay là ngày các đội của học viện chọn phòng huấn luyện của riêng mình. Nếu cùng một phòng huấn luyện được nhiều đội chọn, thì sẽ tiến hành quyết đấu con quay để quyết định thuộc về ai. Tất cả các đội trong học viện, cũng có nghĩa là có thể sẽ gặp phải các đàn anh đang chịu khóa trên. Vậy rất thú vị. Tóm lại, phòng huấn luyện riêng số lượng có hạn, ai tới trước thì lấy trước. Tuyệt quá, phòng huấn luyện này vẫn còn trống. Phòng huấn luyện này, đội phát nổ của chúng tôi muốn rồi. Nhóc con các cậu đi chỗ khác đi. Đội phát nổ, quán quân của khu Đông Nam. Tôi là em Út, Mễ Khả. Tôi là anh hai, Mã Khả. Tôi là anh cả, Lâm Khả. Là Lâm Chính Bình. Nếu rồi biết danh tiếng của bọn tôi thì mau đi đi. Nếu không cảnh tượng sẽ khó coi lắm. Nhưng đây là phòng huấn luyện cuối cùng rồi. Tôi quyết định rồi, đời mặt trời sẽ cháy. Dùng quyết đấu con quay để quyết định xem phòng huấn luyện thuộc về ai. Chỉ dựa vào các cậu, bọn tôi không có hứng thú với trẻ con đâu. Chắc không phải sợ rồi chứ? Cậu nói gì? Lâu rồi chúng ta cũng chưa luyện tập. Nếu các đệm đã xin thì cho chúng mở mang kiến thức, xem thế nào là giao đấu con quay thực sự. Các vị khán giả, tiếp theo xin được mang tới cho quý vị trận đầu tiên của đội mặt trời rực cháy. Đối thủ là đội phát nổ, quán quân của khu vực Đông Nam. Thắng bại của cuộc đấu này sẽ quyết định quyền sử dụng phòng huấn luyện cuối cùng sẽ thuộc về đội nào. Lần giao đấu này áp dụng quy tắc thắng 2/3 trận. Theo kết quả bốc thăm, hiệp đấu đầu tiên là giữa Mễ Khả và đội phát nổ và tinh giả của đội mặt trời rực cháy. Mời hai bên chuẩn bị. Mong là cậu có thể cố gắng lâu một chút, đừng có thua quá nhanh. Nếu không sẽ không thấy được sự lợi hại của tôi. Có thể đối với kẻ mạnh đúng là điều đáng mong đợi. Tôi và chiến thần bảo viêm sẽ rất có sức chiến đấu. Ván thứ nhất, giao đấu song giáp. 3, 2, 1, bắn. Chiến thần bảo viêm, cô bắn bảo viêm. Người khổng lồ phát nổ, cô bắn tia chớp. Đây là con quay kiểu tấn công. Người khổng lồ phát nổ và chiến thần bảo viêm gần như cùng lúc tiến vào vòng ngoài. Nhanh quá, người khổng lồ phát nổ gần như chỉ trong chớp mắt đã liên tiếp tấn công chiến thần bảo viêm. Bưởi quay của người khổng lồ phát nổ to hơn bưởi quay thông thường, diện tích tiếp xúc lớn hơn nên lực hồi chuyển gây ra cũng mạnh hơn. Kết hợp với lưỡi đao hình vảy cá giúp giảm sức cản của gió, nhưng tốc độ của nó vượt xa chiến thần bảo viêm. Thế này cũng xứng gọi là con quay kiểu chiến đấu sao? Rõ ràng chậm như con rùa. Tốc độ của chiến thần bảo viêm không hề chậm. Vòng song giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ tấn công, con quay song giáp biến đổi xếp chân. Bạo năng tăng tốc. Vòng song giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ phòng ngự. Con quay song giáp, biến đổi xếp chân. Bách sắc người khổng lồ. Đi nào chiến thần bảo viêm. Chiến thần bảo viêm ngừng chuyển động rồi. Ván này người khổng lồ phát nổ của Mễ Khả thắng. Sao lại thế? Không phải đó là con quay kiểu tấn công sao? Vào khoảnh khắc tinh giả lựa chọn rút toàn lực tấn công, cậu ta đã đổi con quay sang chế độ phòng ngự nên thắng được ván này. Đừng nản lòng, xem nhân vật chính thắng lại thế nào nha. Tôi mới là nhân vật chính được không hả? Ván thứ hai, đội mặt trời rực cháy cử ra Hoàng Phủ Diệu, còn đội phát nổ cử ra Mã Khả. Lại xếp thêm vòng song giáp từ trước khi bắn. Đây là cách đánh gì? Các cậu sẽ sớm biết thôi. Quyết đấu song giáp, bắn. Sao chổi phát nổ, cô bắn xếp chồng. Bảo vệ sấm chớp, cô bắn siêu trọng. Nhanh quá. Bây giờ kinh ngạc vẫn còn quá sớm. Sao chổi phát nổ, điều múa gai nhọn. Bảo vệ sấm chớp. Lay động ở biên độ lớn thế này, căn bản không có cơ hội để lắp thêm vòng song giáp. Lắp thêm vòng song giáp rồi mới bắn, có thể khiến sức mạnh của con quay bộc phát toàn bộ trong nháy mắt. Cứ tiếp tục thế này, bảo vệ sấm chớp sẽ...
Nhìn thấy chưa? Đây chính là sự lợi hại của cú bắn xếp chồng. Cố gắng lên, bảo vệ sống chết. Nó mạnh hết đà mà thôi. Sao chổi phát đổ, đòn tấn công cuối cùng. Chính là lúc này. Vòng song giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ tấn công. Bạo năng tăng tốc. Sao có thể như vậy? Lại phá giải được cô bán xếp chồng của mình. Cô bán xếp chồng tuy có thể bộc phát sức mạnh trong nháy mắt, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là lực hồi chuyển tiêu hao nhanh hơn, sau đó sẽ không đủ động lực. Hai bên ngừng xoay cùng một lúc, ván này hoa. Nếu ván đầu tiên mình thắng thì tốt rồi, vẫn còn cơ hội. Trận đấu tiếp theo, tên giả cậu phải theo dõi cẩn thận. Lát nữa cậu lên đấu hiệp phụ. Hiệp phụ gì chứ? Tỷ số bây giờ là 1-0. Nếu Ran thắng ván tiếp theo thì tỷ số vẫn là hòa. Phải chọn một tuyển thủ tiến hành đấu hiệp phụ. Bộ ván thứ hai tôi hiểu rồi, cứ giao tôi. Chắc cậu là người mạnh nhất trong đội này. Tiếc là lại gặp phải tôi. Bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Vậy tôi sẽ sớm tiễn cậu hạ màn. Quyết đấu song giáp, bắn. Titan phát nổ, bắn. Võ thần biển sâu, bắn. Muốn đánh nhanh thắng nhanh ư? Ngây thơ quá. Titan phát nổ bị võ thần biển sâu đâm trúng rồi. Có điều vô dụng thôi. Tôi sẽ khiến cậu bỏ cuộc hoàn toàn. Vòng song giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ tấn công. Vòng song giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ phòng ngự. Còn quanh song giáp, biến đổi sắc trần. Titan quất roi. Lần ngược dòng, ván thứ ba là võ thần biển sâu của Ran thắng. Hai bên bước vào đấu hiệp phụ. Ngay từ đầu cậu ta làm ra vẻ dốc toàn lực tấn công. Thực ra là đang dụ dỗ mình lựa chọn chế độ tấn công. Nhờ vậy, cậu ta có thể chuyển sang chế độ phòng ngự để nâng cao lực phòng ngự và duy trì. Thực lực này có thật chỉ là học sinh mới không? Anh, chúng ta sẽ không thua chứ? Tới lúc đó bị thua mất vòng huấn luyện còn mất mặt nữa. Nhìn thấy rồi chứ? Thay đổi là ma lực độc đáo nhất của con quay song giáp. Trong lúc chiến đấu, phán đoán chính xác tình hình, lựa chọn sách lược cho vòng song giáp chính xác chính là mấu chốt quyết định thắng bại trong giao đấu con quay song giáp. Tiếp theo cứ cho tôi. Thì ra là bài tướng dưới tay. Tôi khuyên cậu hãy sớm nhận thua đi. Vòng huấn luyện là của bọn tôi rồi. Đây là cơ hội của các đồng đội dành cho tôi. Lần này nhất định tôi sẽ thắng. Hiệp phụ thứ nhất, giao đấu song giáp, bắn. Chiến thần bạo viêm, cú bắn bạo viêm. Người khổng lồ phát nổ, cú bắn tia chớp. Dù là mấy lần thì kết quả vẫn thế thôi. Nói nào, người khổng lồ phát nổ. Người khổng lồ phát nổ và liên tiếp tấn công nhanh giống như ván thứ nhất. So với người khổng lồ phát nổ có cấu tạo đặc biệt, chiến thần bạo viêm về mặt tốc độ rất khó vượt qua nó. Vậy nên, vòng song giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ phòng ngự. Chiến thần bạo viêm, bức tường lửa cháy. Muốn dùng chế độ phòng ngự để khắc chế đòn tấn công của người khổng lồ phát nổ ư? Không dễ về đâu. Vòng song giáp, công thủ chuyển đổi, chế độ phòng ngự. Người khổng lồ vách sắt.
chế độ phòng ngự. Người khổng lồ phát nổ sẽ không thua cậu đâu. Người khổng lồ phát nổ lựa chọn chế độ phòng ngự đã chiếm được trung tâm. Cậu thua rồi. Tôi có định đấu phòng ngự với cậu đâu. Chiến thần bạo viêm dốc toàn lực tấn công. Tôi không nhìn nhầm chứ? Chiến thần bạo viêm tăng thêm chế độ phòng ngự lại lựa chọn tấn công. Chiến thần bạo viêm trận kiếm sen hồng. Tinh giả thắng. Đời mặt trời rực cháy sau 4 ván đấu cam go, cuối cùng đã thắng với tỷ số 2-1. Chúng ta thua rồi. Chúng ta thắng rồi. Tôi và chiến thần bảo viêm làm được rồi. Làm thế nào mà cậu nghĩ ra chiến thuật phản kích cuối cùng vậy? Tôi nghĩ nó chỉ phòng ngự mà không phản công thì chẳng đã chút nào. Linh hồn con quay của tôi quyết không lùi bước. Quả nhiên đây mới là tinh giả. Để chúc mừng chiến thắng đầu tiên của đội mặt trời rực cháy, tôi quyết định. Quyết định gì? Tập luyện đàng hoàng, giành được chức vô địch cuộc thi con quay săn giáp liên học viện toàn quốc. Kỵ sĩ con quay cánh tình nóng nảy Harry đột nhiên xuất hiện ở học viện con quay. Rốt cuộc cậu ta có mục đích gì? Nhóm tình giả sẽ có va chạm thế nào với cậu ta? Mời xem tập sau Ngôi sao tuyển thủ con quay.